Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 12 tháng 8 năm 2024, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ký ban hành kết luận số 91 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 năm 2013 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Mục 6, kết luận số 91 của Bộ Chính trị nêu rõ, phát triển, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, bảo đảm đủ số lượng giáo viên theo định mức quy định, nghiên cứu cơ chế, chính sách điều động, luân chuyển giáo viên giữa các địa phương để giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và nâng cao chất lượng giáo dục cho các vùng khó khăn, đổi mới quản lý nhà nước đối với nhà giáo một cách đồng bộ, gắn với quản lý chuyên môn và chất lượng, đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng, đãi ngộ và trọng dụng nhân tài làm việc trong ngành giáo dục, thực hiện chủ trương lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc theo vùng. Kết luận số 91 cũng nhấn mạnh đến yêu cầu tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, bảo đảm đủ điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính cho phát triển giáo dục và đào tạo, bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục đào tạo tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước như nghị quyết số 29 đã đề ra, đồng thời kịp thời điều chỉnh tăng mức chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo phù hợp với tăng trưởng của nền kinh tế. Tổng kế hoạch giải ngân năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải là hơn 75.800 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm, toàn ngành sẽ giải ngân được khoảng 98% vốn được giao. Đến hết tháng 7 năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải mới giải ngân được 49,2% kế hoạch đã được giao. Như vậy, số vốn phải giải ngân các tháng cuối năm còn lớn, trên 45.000 tỷ đồng. Trong điều kiện một số dự án đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, di rời hạ tầng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, mỏ vật liệu xây dựng tại một số dự án đến nay chưa xử lý dứt điểm, điều kiện thời tiết bất lợi cuối năm. Những khó khăn này sẽ tiềm ẩn, thách thức đối với mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2024 của cả ngành giao thông. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam về kế hoạch khai thác trong giai đoạn nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 để chủ động phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, vận tải hàng hóa và thúc đẩy phát triển du lịch. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không báo cáo về kế hoạch khai thác đội tàu bay, nhu cầu khai thác, tăng chuyến và tình hình bán vé, đặt giữ chỗ ghế, cung ứng trên các đường bay đi và đến các điểm du lịch nội địa trong giai đoạn nghỉ lễ Quốc khánh. Các hãng phối hợp với các công ty cung cấp dịch vụ mặt đất để xây dựng kế hoạch phục vụ các chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay khai thác vào khung giờ đêm, hỗ trợ, tạo điều kiện để các hãng hàng không duy trì, ổn định tối đa tỷ lệ, tần suất, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn và năng lực khai thác. Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch tăng cường lực lượng, bố trí chốt trực tại các vị trí quanh khu vực các bến xe, lối lên vành đai trên cao, phân luồng hạn chế ùn tắc giao thông và kiểm tra, xử lý, giải tỏa các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải. Theo ghi nhận, tại các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Nguyễn Hoàng, Trần Bình, Tôn Thất Thuyết, không khó để bắt gặp những điểm đón xe khách được mọc lên tràn lan. Thậm chí, ngay đoạn lối lên đường vành đai 3 trên cao như thế này, chỉ trong một giờ đồng hồ lập chốt trên đường Phạm Văn Đồng, đội cảnh sát giao thông số 6, công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra xử lý nhiều trường hợp xe vận tải hành khách vi phạm lỗi dừng đỗ sai quy định. Các lái xe cho biết, mặc dù đoạn đường thường xuyên có các chốt kiểm tra, tuy nhiên họ vẫn bất chấp dừng đón khách, thậm chí có nhiều xe trong một tháng bị lập biên bản đến 3-4 lần. Khi xe đang chạy lưu thông trên đường mà dừng đỗ là rất là nguy hiểm, nhưng mà bởi vì là lượng xe nó không có khách nên là nhiều khi khách nó gọi điện là vẫn phải đợi chờ khách. Ở trong bến, xuất bến ra thì ngoài đường thì mình cũng vẫn phải đón chị ạ. Tại vì không chẳng lẽ là mình xuất bến ra ngoài mà lại đi thẳng về luôn thì không có doanh thu. Lực lượng chức năng của thủ đô cho biết 100% cán bộ chiến sĩ sẽ được huy động ứng trực tại các điểm đen trong thời gian trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ. Nếu phát hiện vi phạm sẽ kiên quyết xử lý, bảo đảm cho người dân tham gia giao thông được an toàn, thông suốt. Đợt mùng 2 tháng 9 như này thì bên đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã chủ động
có kế hoạch tuyên truyền đến các nhà xe cho ký cam kết tập trung xử lý, thường xuyên xử lý các cái tuần tra khép kín địa bàn, tuần tra xử lý các cái hành vi vi phạm của lái xe, tập trung kiểm tra xe có chở quá số người quy định hay không, và các cái thiết bị an toàn trang bị trên xe có đảm bảo hay không và có đủ hay không. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 nên vào các bến xe để mua vé lên xe, bảo đảm quyền lợi cũng như an toàn cho bản thân. Ngoài ra, đối với các xe cá nhân cũng cần thường xuyên cập nhật các cung đường, tuyến đường có tình trạng ùn tắc để chuẩn bị cho mình một lộ trình di chuyển phù hợp và nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông trên đường. Sau một tuần đưa vào khai thác sử dụng, tàu Metro Nhổn ga Hà Nội đã thu hút hơn 393.000 lượt khách đi tàu. Ngày đông nhất có đến hơn 100.000 lượt khách sử dụng tàu. Theo số liệu thống kê của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, sau một tuần đi vào khai thác thương mại, tuyến đường sắt Nhổn ga Hà Nội đã chạy được 1.370 chuyến tàu vận chuyển an toàn hơn 393.000 hành khách. Ngày Chủ nhật 11 tháng 8, số lượng hành khách sử dụng tàu tăng mạnh đạt con số kỷ lục lên đến hơn 100.000 lượt hành khách. Trước đó, trong tuần đầu vận hành tuyến Cát Linh-Hà Đông, có gần 166.000 hành khách đi tàu, bằng gần một nửa tuyến Metro Nhổn ga Hà Nội trong tuần đầu tiên khai thác. Con số này cho thấy sự quan tâm của người dân thủ đô đối với phương tiện giao thông công cộng ngày càng cao. Hà Nội đang tích cực chuyển mình trong việc chuyển đổi xe xăng sang xe điện, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Thưa quý vị, dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ có tổng mức đầu tư xây dựng gần 1.200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thành phố Cần Thơ giao Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư, thực hiện dự án trong giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2024, thành phố Cần Thơ sẽ ưu tiên thực hiện hai nút giao có lưu lượng giao thông cao, thường xuyên bị ùn tắc giao thông là nút giao số 1, đường Mậu Thân, đường 3 tháng 2, đường Trần Hưng Đạo, và nút giao số 4, đường Nguyễn Văn Linh, đường 3 tháng 2. Sau khi thiết kế được phê duyệt, chủ đầu tư sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và khởi công hai nút giao trong quý 4 năm 2024 và phấn đấu hoàn thành hai nút giao trên trong năm 2025. Dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ mở rộng nút giao cùng mức, điều khiển bằng đèn tín hiệu, bố trí các nhánh rẽ phải độc lập, đầu tư các hạng mục như cải tạo mở rộng nút giao, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, đèn tín hiệu, hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải. Năm 2025 sẽ triển khai các dự án tiếp theo đúng quy định. Cũng liên quan đến lĩnh vực giao thông, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố chưa chốt phương án thiết kế cầu Thủ Thiêm 4. Đây là nội dung được dư luận quan tâm bởi phương án này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của khu vực cảng Nhà Rồng, Khánh Hội ngay trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều ý kiến quan ngại về phương án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 có tỉnh không thông thuyền là 80m nhân 15m và quy mô 6 làn xe được đặt ra trong báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với Bộ Giao thông Vận tải sẽ cản trở, kiềm hãm sự phát triển của khu vực cảng Nhà Rồng, Khánh Hội. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã khẳng định đây chỉ là một trong nhiều phương án đang được nghiên cứu. Sở Giao thông Vận tải thì được Ủy ban Nhân dân thành phố giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 4. Sở Giao thông Vận tải đã nghiên cứu đề xuất 5 phương án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 và phương án 80 cao 15 là một trong 5 phương án. Theo phương án đề xuất trong nghiên cứu của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, cầu Thủ Thiêm 4 có thiết kế tỉnh không thông thuyền khi hoạt động bình thường là 15m, khi có tàu lớn đi qua là 45m. Đây là dạng cầu nâng, cầu mở, tàu thuận lợi thu hút tàu khách quốc tế trên sông Sài Gòn, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Phương án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 sẽ được xem xét quyết định đầu tư trên cơ sở phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung và không gian đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đầu tư hàng không Việt Nam Training MRO Logistics do Công ty Cổ phần Triển lãm Hàng không Việt Nam tổ chức đã diễn ra các lễ ký kết hợp tác để giải quyết các vấn đề đang rất được quan tâm như nguồn nhân lực hàng không, bảo dưỡng vận hành và logistics hàng không. Nhằm phục vụ sự tăng trưởng của ngành hàng không Việt Nam với các chủ đề như tăng trưởng ngành hàng không tại Việt Nam,
nhượng quyền sân bay và chương trình phát triển hàng không của Việt Nam, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam, triển vọng thương mại của các nhà sản xuất máy bay Boeing, Airbus và các hãng sản xuất máy bay khác trên thị trường hàng không Việt Nam, những cải tiến vượt bậc, chuyển đổi hoạt động bảo trì máy bay công nghệ AI 4.0. Diễn giả bàn luận vấn đề trọng điểm là cơ hội đầu tư ngành hàng không tại Việt Nam, đầu tư chuỗi cung ứng tại Việt Nam, mô hình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành, cơ hội và thách thức việc sản xuất máy bay nhỏ Việt Nam và phát triển du lịch, phát triển sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm công nghiệp phục vụ ngành hàng không Việt Nam. Tại chương trình diễn ra ký kết hợp tác của Công ty Cổ phần Triển lãm Hàng không Việt Nam và các đối tác.